xin chào tất cả anh chị và các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hiện tại Nhân đang ở trước chợ Nhật Tảo ha. Hướng cái ngã ba này là ngã ba giữa đường Nhật Tảo và đường Nguyễn Tri Phương ha. Đi thẳng đằng kia là về dòng xây Ngô Gia Tự, và trước mặt anh chị là chợ Nhật Tảo nè. Và bên đây là ủy ban của quận 10 nha anh chị. Đây là ga ba tháng 2, ngay cầu vượt ba tháng 2 Nguyễn Tri Phương á, ngay ủy ban của quận 10 nha. Hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị một căn nhà nằm ở trong hẻm Nguyễn Tiểu La nha anh chị. 223 Nguyễn Tiểu La ha, căn nhà góc. Hẻm là hẻm xe hơi nha. Nhà một trệt và hai lầu, có 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Đó, Nhật Tảo ngay góc giữa Nhật Tảo và Nguyễn Tri Phương, ngay ngân hàng ACB nè. Rồi Nhân đi từ vị trí này ha, về hẻm căn nhà mình cho anh chị mình xem ha, và quay chi tiết bên trong căn nhà cho anh chị mình xem. Một căn nhà nằm mà hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha. Ở đây là khu vực phường 8, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh ha. Gần ủy ban quận 10 nè, gần chợ Nhật Tảo nè ha anh chị. Đó, pháp lý là sổ hồng rõ ràng, có hoàn công đầy đủ, mua bán ký công chứng sang tên nha. Nằm ở đoạn giữa 4 con đường ha, giống như nút giao ở giữa ha. Một bên là Ngô Quyền, một bên là Nguyễn Tiểu La, một bên là Nhật Tảo. Đó, đây là Nhật Tảo và Nguyễn Tiểu La nè. Ở đằng kia là ngoài kia xe đang chạy là 3 tháng 2 ha. Đó, ngã tư phía trước là bà Hạc và Nguyễn Tiểu La. Rồi ra tới bên kia đó là 3 tháng 2 ha. Nhà mình hẻm 223 nè, hẻm xe hơi nha. Đó, hẻm giết nhà của mình nè anh chị. Khu dân cư hiện hữu hết nha, không lo quy hoạch lộ giới hẻm giới gì ha. Ở đây là rất là nhiều công ty mở luôn. Đó, căn nhà này ha, căn nhà gốc này nè. Đây nha, căn nhà mình nằm ở gốc nha anh chị. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha. Đó, cái gốc nhà của mình ha. Ngang là 3m và sâu vào là 13m1 nha. Còn trước đây là cho thuê nha. Cái này cho thuê nha anh chị. Ở dưới đây là cái sân thượng của nhà mình. Ở trước đây cho thuê chị ba ha. Nhân chạy tiếp ra ngoài kia cho chị mình xem nha. Và đó, ngoài kia là Ngô Quyền, bên tay trái của mình là Nhật Tảo ha. Còn bên đây là quẹo qua bà Hạc, thì thẳng là bán hai ha. Hẻm thông tùm lum luôn nha anh chị. Nó đi ra ngoài bán hai cho anh chị mình xem nha. Đó, đây là bà Hạc nè anh chị. Đó, bà Hạc rồi ha. Đó, giống như nhà mình động động giữa đó. Rồi ở đây mình đi ra ngoài của mình cũng được đó nè. Nó đi vào về tới vị trí căn nhà của mình nè. Đó, đó nhà mình đằng kia hả anh chị. Đó, đi thông hẻm đây là 561 ha. 561 đường bà Hạc. 561 đường bà Hạc nè. Đi vô đó. Anh chị các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hiện tại Nhân đang ở hẻm 223 đường Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10, phố Hồ Chí Minh ha. Phía trước mặt anh chị là đường Tảo và cái đèn cái ngoài trước nữa. Cái đường lớn của trước là đường 3 tháng 2 ha, lên cầu vượt 3 tháng 2 Nguyễn Tri Phương ha anh chị. Ở gần ủy ban quận, cái tòa nhà cao đó là ủy ban quận nha. Ở ra ngoài kia là ủy ban quận luôn nha. Ở đây là 223 đường Nguyễn Tiểu La. Còn bên đây là Nhật Tảo. Nhật Tảo ha. Và Nguyễn Tiểu La. Vĩnh Viễn. Chợ Nhật Tảo nữa, và khu vực gần ủy ban quận 10 ha anh chị. Đây, hẻm vào nhà của mình ha. 223 đường Nguyễn Tiểu La ha. 223 đường Nguyễn Tiểu La, hẻm xe tải vào ha anh chị. Thì hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản ở phường 8, quận 10. Đó, anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì hãy liên lạc với Nhân ha. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh ha. Và nhấn vào đăng ký kênh để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình ha. Rồi mời anh chị đi theo Nhân để xem bất động sản này có phù hợp với anh chị hay không ha. Căn nhà mình ở hẻm 223 đường Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10, phố Hồ Chí Minh ha. Hẻm xe tải đi ra vào nha anh chị. Đó, hẻm thông qua Ngô Quyền luôn.
hẻm vào nhà của mình ha. Căn nhà mình ở góc luôn nha anh chị. Nhà mình nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu hết ha. Đó, khu dân cư hiện hữu hết luôn. Đó, hẻm vào nhà của mình ha anh chị. Hẻm thông tứ phía luôn. Thẳng ở bên kia là cô Quyền ha. Rồi bên tay trái của mình đó là bà Hẹt. Rồi căn nhà mình, căn nhà gốc này, một trệt và hai lầu nha. Hướng nhà của mình là hướng nam ha. Giá hiện tại chủ đăng ký con này là 6 tỷ 680 nha anh chị. Đó. 6 tỷ 680 ha. Căn nhà mình nằm ở góc nha. Đó, chiều ngang nè. Chiều ngang từ đây qua bên kia là 3 mét ha. Và sâu vào tới cuối của mình luôn. Cặp hẻo hẻm này 11 mét ha. Bên kia là bà Hạt. Bên kia là bà Hạt ha. Mái trên mái đúc luôn nha anh chị. Một trệt hai lầu có 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Ở căn nhà mình nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha. Hẻm là hẻm xe tải ra vào ha, hẻm thông nha. Bây giờ bắt đầu quay vào video chính. Anh chị mình chưa đăng ký kênh á thì nhấn vào đăng ký kênh nha, và bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất mình cho mình nha. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh nha anh chị, và nhấn vào chia sẻ để cho bạn bè người thân của mình nhìn thấy được căn nhà này, để bạn bè người thân của mình có thể mua được căn nhà ưng ý nhất ở trung tâm quận 10 ha, gần Quỹ Quan quận 10, gần chợ Nhật Tảo, gần chợ Nguyễn Tri Phương nha anh chị. Rồi mà anh chị theo nhân xem chi tiết bên trong căn nhà mình nha. Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hiện tại Nhân đang ở hẻm 223 đường Nguyễn Tiểu La, phường 8 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh ha. Hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị một căn nhà ở phường 8 quận 10 nha anh chị. Căn nhà mình nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu. Hẻm trước nhà mình là hẻm xe hơi nha. Đó, hẻm xe tải qua lại nha anh chị, hẻm thông. Ở bên đây là mình ra lại Ngô Quyền ha anh chị, và các hẻm nhánh đi qua bên tay phải của mình đó thì đi về đường Bà Hạt nha, đi về Bà Hạt. Còn hẻm chính của mình nằm ở hẻm Nguyễn Tiểu La 223 là hẻm này ha. Đó, trước nhà của mình nè. Và căn nhà mình là căn nhà gốc luôn nha anh chị. Căn nhà là gốc luôn nha. Trước đây là cho thuê spa ha. Bây giờ lấy lại để bán luôn nha anh chị. Đây, hẻm bên đây là ra Bà Hạt nè. Đó, căn nhà mình gốc luôn nha. Đi thẳng bên kia là Bà Hạt luôn nha anh chị. Còn bên đây là đường Vĩnh Viễn. Đó, đi thẳng bên đây là đường Vĩnh Viễn nha anh chị. Nó hẻm thông tứ phía luôn. Ở căn nhà nằm ở hẻm xe tải qua lại nha. Hướng nhà của mình là hướng nam nha anh chị. Hướng nhà của mình là hướng nam ha, căn gốc. Địa chỉ của căn nhà mình là 223/28 đường Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Đó, một trệt và hai lầu nha anh chị, căn gốc luôn nha. Một trệt và hai lầu, trước đây cho thuê làm spa nha. Đó, sổ hồng riêng, hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên nha anh chị. Hướng nhà của mình là hướng nam ha. Đây cho quay hẻm cho anh chị mình xem nè. Ở đây là ga 223 đường Nguyễn Tiểu La, ngay tấm bảng phía trước ha. Bảng có khu vực có camera an ninh nha. Khu vực có camera an ninh nha anh chị. Ở khu dân cư hiện hữu hết ha. Khu vực toàn những nhà cao tầng, trung tâm quận 10 nha anh chị. Trung tâm quận 10 nha. Trước nhà mình có cái đèn, có trụ điện bên đối diện nè. Thì buổi tối đèn ở đây rất sáng ha. Trước nhà có camera an ninh luôn nha. Đó, hẻm thông tứ phía luôn. Khu dân cư hiện hữu nha. Hẻm nhà thì cao ráo, trước nhà thì xe tải qua lại. Đó, ở trên thì ở trên đó thì có cái ban công. Ban công là tay vịn inox nha anh chị. Nhà là nhà đúc kiên cố nha. Pháp lý là sổ hồng rõ ràng. Mua bán thì anh chị mình ký công chứng sang tên ha anh chị. Hướng nhà là hướng nam, nhưng vào trong quay chi tiết bên trong cho anh chị mình xem nha. Thì nhà còn cao hơn khoảng 2 tấc nha. Và bên ngoài có lớp cổng, lớp cổng bên ngoài, cửa sắt. Đó, căn gốc luôn nha. Căn gốc mình mở cửa sổ phía sau và cỡ mở cái cửa hông nữa ha. Đó, ở trên đây lót sàn gỗ nha. Trước đây làm spa chỗ này. Đó, thì có một cái vách kính cường lực ở đây, mở ra ha. Bên trong thì chủ ốp tường cao ráo lên rồi. Đó, nhà thì sử dụng tông màu sáng. Giá hiện tại chủ đang kêu căn này có giá là 6 tỷ 800 triệu đồng nha anh chị. Xin lỗi chị, là 6 tỷ 680 ha. 6 tỷ 680 triệu đồng nha anh chị. Giá này vẫn còn thương lượng trực tiếp với chủ ha. Đó, thương lượng lập lá thêm với chủ nha. Căn nhà mình căn nhà gốc nên anh chị mình mở thêm cái cửa ngoài sau nữa nè. Đây không gian phòng khách. Và ở đây thì tường này thì mình xây thêm nha. Xây thêm để làm cái đèn trang trí cho cái spa của mình ha anh chị. Đó, mình mở ra thì có khoảng trống này còn rộng hơn được xíu nữa nè anh chị. Đó,
rộng hơn xíu nữa nha. Đây mình xây vô thêm để làm cái spa ha. Đó này vách la phong thôi nha. Bên đây thì cái màu này là không phải là kính nha, mà chỉ là sơn thôi nha anh chị. Hẻm thì hẻm Thông, Ngô Quyền, Bà Hạt, Vĩnh Viễn và Nguyễn Tiểu La ha, gần ủy ban quận, gần chợ Nhật Tảo. Đó. Chiều ngang của căn nhà mình là 3m và sâu vào là 11m nha anh chị. Cầu thang ở giữa. Cầu thang ở giữa ha. Ở đây có cái vách, ở đây che ra, vách silicon nha, kéo này ra ha. Ở chân cầu thang còn khoảng trống giữa, thì chỗ này có thể thiết kế máy giặt để chỗ này. Ở bên hông này thì mình cái hẻm hông nên mình mở cửa ra ha. Ở đây là ga Bà Hạt này nha anh chị. Đây là ga Bà Hạt nha. Đó, ở trên ban công mình lấn ra tí xíu nè, tới vị trí này luôn ha. Căn nhà mình tới vị trí này luôn nha anh chị. Tới vị trí này ha. Từ đây ra trước là 11m nha. Đó, từ đây ra trước 11m nha. Đó. Ở đây mình có mở cửa sổ và có làm khung sắt bảo vệ bên ngoài luôn nè. Rồi mình đi vào trong ha. Ở đây thì một lớp cửa nhôm, một lớp cửa sắt kéo vào lớp cửa nhôm bên trong ha. Cầu thang đi lên. Rồi không gian bếp phía sau. Ở ngang 3m và sâu vào 11m. Thì cái mặt bên hông của mình là hướng đông nha. Mặt bên hông của mình hướng đông và hướng chính của nhà mình là hướng nam nha anh chị. Mặt bếp thì xài đá hoa cương và bên trong thì xài kính cường lực màu xanh anh chị. Ở trên có tủ bếp trên, nó đường đà đi nè, cái đường đà của mình đi nè anh chị. Nhà thì tương đối cao nha, trần nhà còn cao ráo, cuối thì nhà vệ sinh. Ở đây thì đi được nước để mà mới giặt chỗ này, mình có thể dời mới giặt qua góc bên kia cũng được nha. Rồi nhà vệ sinh này, nhà vệ sinh sạch sẽ ha, các vị nhà vệ sinh đầy đủ. Bên hông thì có làm cái quạt hút ra ngoài. 6 tỷ 680 triệu nha anh chị. Đó, nhà mặt hẻm xe hơi ha, nhà nằm ở hẻm xe tơ hơi 223/28 đường Nguyễn Tiểu La. Đó, thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ nha. Ốp tường gạch ngang cao tới trên, pháp lý là sổ hồng rõ ràng, mua bán thì mình ký công chứng sang tên ha. Mặt ngang 3m và sâu vào là 11m nha anh chị. Hẻm xe tải qua lại 223/28 đường Nguyễn Tiểu La, phường 8 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, nằm gần chợ Nhật Tảo, chợ Nguyễn Tri Phương. Đó, gần cầu Nguyễn Tri Phương, quận cầu Dược Bán 2 Nguyễn Tri Phương ha. Và ủy ban quận nha, cầu thang đi lên. Cầu thang thì mặt đi còn đá hoa cương đen và tay vịn là tay vịn sắt. Mặt trong bằng kính cường, đá hoa cương trắng ha. Ở trên đây lót sàn gỗ hết ha. Mình căn góc nên tận dụng mở cửa sổ hết. Đó. Mình có hai phòng ngủ trước và sau nhà vệ sinh giữa ha. Đó, thiết bị điện âm hết nha anh chị. À, chỗ này thì chỗ này xây cao lên xíu. Hay bật tiệm cao hơn xíu ha. Cửa nhôm kính cường lực ha. Cửa nhôm có dán kính, có lắp rèm cho anh chị mình luôn. Ở trên đây có máy lạnh nha. Đó, nhà là nhà đúc kiên cố nha anh chị. Cái đường đà đi kìa. Đó đường đà đi ha. Đó, điện âm hết ha. Rộng rãi, phòng ngủ gặp một phòng ngủ nhất ha, phòng ngủ thứ nhất phía trước nha anh chị, một trệt và hai lầu. Nó có lắp rèm cho anh chị mình hết rồi ha. Ở đây có cửa ra ngoài. Đó, cửa sổ mở ra ha. Rồi móc dây. Rồi mở cái cửa này ra cho anh chị mình xem nha. Mở cửa ra cho anh chị mình xem nha. Ở đây có lắp rèm nữa. Lắp cái rèm chỗ này nữa nha. Rồi đây là cái ban công phía trước. Ở đây có máy ngói che nè. Cái máy to anh che ra ngoài cái chỗ cái sân của mình ha. Dựng cái tấm này lên để tấm bảng quảng cáo. Ở trước nhà mình có đèn hay có camera ăn nhìn nha. 223/28 đường Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Pháp lý là sổ hồng rõ ràng, mua bán thì anh chị mình ký công chứng sang tên ha. Đó, một trệt và hai lầu, nhà nằm ở căn góc hai mặt hẻm, nhà có 4 phòng ngủ lần nha. Đó, mình đang xem không gian ở tầng 1 nha anh chị. Ở trước ngay chỗ cầu thang này lên nó tận dụng mở cửa sổ. Phòng trước thì có cửa ra ngoài ban công và cửa sổ có lắp rèm cho anh chị mình hết. Đây phòng ngủ phía sau ha.
Đó, phòng ngủ phía sau, phòng ngủ trước, phòng ngủ sau ha, rộng rãi nha. Đó, đường đà nè, anh chị mình nhìn thấy nha. Nhà đúc kiên cố đường đà đi nè. Máy lạnh. Máy lạnh này chủ để lại cho mình luôn nha. Đó, đây có mở cửa sổ. Pháp lý là sổ hồng rõ ràng, mua bán thì anh chị mình ký công chứng sang tên. Nằm gần Ủy ban quận 10 nha. Gần Ủy ban quận 10. Nguyễn Tiểu La thì bán hai chưa lên cầu vượt bán hai là mình thấy được Nguyễn Tiểu La ha. Nằm gần chợ Nguyễn Chí Phương, nằm gần chợ Nhật Tảo. Đó. Hướng nhà của mình là hướng nam nha. Giá bán là 6 tỷ 680 triệu nha anh chị. 6 tỷ 680 triệu ha. Giá này vẫn còn thương lượng trực tiếp với chủ ha. Đây, anh chị mình xem không gian cầu thang đi lên ha. Đó, tầng 2 nha, mình lên tầng 2 ha. Ở giữa có nhà vệ sinh ở giữa ha. Rồi. Mình lên phòng ngủ phía trên nha. Phòng ngủ trước. Phòng ngủ phía sau. Đây, nhìn quay phòng ngủ phía trước cho anh chị sau trước cho anh chị mình xem nha. Đây phòng ngủ phía sau nha. Đó, phòng ngủ phía sau rộng rãi. Đó, đèn thì đèn led nha. Nhà thì còn mới chắc chắn. Nhà mình nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha. Phòng ngủ phía sau thì mở cửa sổ nha. Đó, tận dụng mở cửa sổ. Mở cửa sổ ra ha. Đó, chiều ngang là 3m và chiều sâu vào là 11m nha. Một trệt và hai lầu. Hướng nhà của mình là hướng nam. Hẻm bên thông của mình là hướng đông. Thông sang Ngô Quyền. Ngô Quyền, Bà Hạt ha. Vĩnh Viễn. Rồi, nhà vệ sinh ở trước nè, ở giữa nè. Nhà vệ sinh mình sử dụng cho hai phòng. Đây là nhà vệ sinh thứ ba của mình ha. Ở trệt một cái, tầng 2 một cái, tầng 2 cái ha. Ba nhà vệ sinh và có tới 4 phòng ngủ nha anh chị. Hẻm trước nhà là hẻm xe tải nha. Các bị nhà vệ sinh đầy đủ hết nha. Đó. Rồi, khoảng trống này cũng rộng rãi anh chị. Khoảng trống này cũng rộng rãi nha. Nó sàn là sàn gỗ hết nha. Đây phòng ngủ phía trước nè. Đây phòng ngủ phía trước nha anh chị. Đó, phòng ngủ phía trước. Đèn là đèn led ha. Đó, sử dụng hai đèn led, điện âm hết. Hướng nhà của mình là hướng nam và hẻm bên hông là hướng đông. Đó, căn góc hai mặt hẻm nha. Và đây. Em sẽ đi ra ngoài cái ban công cho anh chị mình xem nha. Đây, ban công ha, ban công tại diện inox nha, tầng 1, tầng 2. Rồi đây. Hẻm trước nhà của mình ha, 223 đường Nguyễn Tiểu La ha, ngoài kia xe đang chạy là 223 ha. Còn ở đây là Vĩnh Viễn, bên kia đường là Vĩnh Viễn nha. Còn đây là Ngô Quyền. Rồi bên đây thẳng bên kia là Ngô Quyền nha. Khu vực kinh doanh mua bán được nha anh chị, hẻm thông ha. Rồi hẻm trước nhà của mình anh chị, hẻm trước nhà của mình ha. Bên đây là Bà Hạt nè. Bên đây là Bà Hạt nha, sổ hồng riêng hoàn công nha, mua bán thêm ký công chứng sang tên nha anh chị. Rồi cầu thang sắt đi lên. Cầu thang sắt mình đi lên nha. Cầu thang sắt đi lên. Ở trên này có cái mái trên này. Đó, đi lên trên này ha. Cái này cầu thang hơi đứng. Để nghiêng ở đây leo dễ ha. Ở trên đây thì máy đúc chỗ này nè. Đứng cái này nhìn thấy đúc ha. Giá là 6 tỷ 680 triệu nha anh chị. 6 tỷ 680 triệu nha. Đó. Nhà có hai lầu, một trệt và hai lầu, nằm ở căn góc nha. Hướng nhà của mình là hướng nam và bên hông của mình là hướng bắc, hướng đông nha. Hẻm thông tứ phía, nằm hoàn toàn những khu dân cư hiện hữu. Đó. Có 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Điện thì điện âm hết nha anh chị. Ở đây không gian tầng 2 của mình ha. Đó, nằm gần chợ Nhật Tảo, gần chợ Nguyễn Chi Phương. Đó, bệnh viện Hòa Hảo, Đại học Kinh tế. Đó. Pháp lý là sổ hồng, rõ ràng, hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu. Hẻm 223
đường Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, nằm gần ủy ban quận 10 luôn nha anh chị. Kế bên ủy ban quận 10 luôn ha. Có phòng ngủ phía trước. Mỗi tầng có phòng ngủ phía trước, phòng ngủ phía sau. Nhà vệ sinh ở giữa. Đó, có phòng ngủ trước có cửa ra ngoài ban công và cửa sổ, phòng ngủ phía sau có cửa sổ ha. Đó, đường đà đây. Rộng rãi nha. Nhà vệ sinh ở giữa ha, các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ. Gạch ốp gạch ngang cao hết ha. Đi đường nước ống lạnh cho anh chị mình nè. Thì có cái đường đi lên để mình để bồn nước ở trên đó ha. Do cầu thang nãy hơi dốc nên Nhân không leo lên được cho anh chị mình ha. Một tay cầm máy không leo lên được. Mình có dịp Nhân lên quay cho anh chị mình xem nha. Đó, căn góc nên mở cửa sổ ở chỗ này luôn, mở cái cửa ra ngoài luôn. Đây là không gian ở dưới tầng trệt mình nha. Căn góc hai mặt hẻm ha. Rồi đây là không gian nhà bếp, ngoài sau, nhà vệ sinh phía sau. Hẻm bên đây thì đi ra Bà Hạt. Ở đây là không ra Bà Hạt ha. Và bên đây là ra đường Nguyễn Tiểu La. Thẳng bên kia thì thẳng bên kia luôn là Vĩnh Vĩnh Viễn. Còn đây là phòng khách của mình nè, phòng khách phía trước. Ở đây có tấm silicon, mở ra vậy thì nó rộng hơn nha. Ở đây nó rộng hơn nè. Đó. Đường đà, ở đây vừa tấm này là cái tấm la phong nha. Đó. Giá là 6.680 nha anh chị. 6.680. Hẻm trước nhà hẻm xe tải ha, hẻm xe tải nha. Đây hẻm trước nhà của mình nha anh chị, hẻm rộng rãi, khu dân cư hiện hữu hết nha. Anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp với anh chị thì hãy liên lạc với Nhân để Nhân mở cửa cho anh chị mình xem và hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc về giá ha. Căn nhà nằm hoàn toàn những khu dân cư hiện hữu nha anh chị. Rồi hãy nhấn đăng ký kênh và bật chuông để xem nhiều video hơn và tìm được sản lý giúp cho mình ha. Đây cầu thang leo lên nè, cầu thang leo lên thì trên đó thì nó có máy đúc ở trên luôn nha. Đó, cầu thang nằm bên đây nó hơi dốc, tay cầm máy không leo lên được nha. Đó. Rồi hãy đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn ha anh chị. Hãy like video để ủng hộ kênh nha. Hẻm xe hơi ha anh chị.